Vào khoảng 17 giờ, đoạn từ ngã ba đường Đinh Đức Thiện cách quốc lộ 1A đến cửa ngõ phía Tây, đoạn dưới chân cầu Bình Điền 1 hướng từ miền Tây đến thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng giao thông khá đông đúc, tuy nhiên không gây kẹt xe hay ùn tắc, cảnh sát giao thông cùng lực lượng dân phòng liên tục điều phối nên đường đi khá thông thoáng. Từ dưới ra khoảng tầm 3 tiếng rưỡi nhưng mà đi thì bình thường, không có kẹt xe. Đó là cũng bình thường như ngày thường thôi chứ là không phải lễ. Bữa mình về là 6 thì có kẹt xe hai đoạn nhưng mà cũng một chút thôi à. Mình đi chậm khoảng 2 giờ chiều. Đông đúc nhưng mà nó không bị kẹt. Nó giờ giao thông nó cũng không thoáng. Mà mở về là kẹt tầm rất là lâu, 4-5 tiếng là. Vào khoảng 15:30 ở nút giao An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, lượng xe lưu thông qua đây thông thoáng, không có hiện tượng kẹt xe hay ùn ứ. Khu vực cao tốc đổ về đường Mai Chí Thọ, các phương tiện di chuyển bình thường, mặc dù hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, nhưng hiện tại các con đường ở đây đều thông thoáng. Vào thời điểm này mỗi năm, người dân nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 trở lại thành phố Hồ Chí Minh khiến đường cao tốc kẹt cứng nhiều giờ liền. Tuy nhiên, năm nay không còn tình trạng tương tự. Cũng trong ngày 3 tháng 5, tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15 giờ chiều, các lối đi của khu vực nhà ga trong nước rất đông người. Càng về chiều, lượng khách đi từ ga trong nước ra ngoài vẫn còn rất đông. Lực lượng an ninh được huy động tại các lối ra vào, hướng dẫn khách di chuyển đến khu vực đón xe để tránh tình trạng tắc nghẽn. Tuy nhiên, sau cơn mưa chiều tối khoảng 17:30, hàng loạt các chuyến bay tạm dừng hoặc hạ cánh trễ. Khu vực trong ga Tân Sơn Nhất thông thoáng hơn, có nhiều người nhà ngồi chờ đón người thân. Đón người nhà đi từ Hải Phòng vào, nếu sân bay thì đúng là tấp nập người nhiều, như là họ đi du lịch cũng quá nhiều. Tốt, Việt Nam khởi xướng bắt đầu nền du lịch bắt đầu phát triển lại, tốt rồi. Họ cô chờ từ lúc 4:30 đến giờ, thì cô không nhớ là cái số hiệu máy bay là gì, nhưng mà cô thấy Hải Phòng thì đã có một đã hạ cánh rồi mà chưa thấy ra, nãy giờ cô liên lạc chưa được. Có nghĩa là cuộc sống con người nó cũng thay đổi, khả quan hơn, tốt hơn, mọi người sống có vẻ thoải mái hơn. Chứ những cái năm vừa rồi mà dịch thì coi như là cuộc sống con người nó phải ảm đạm lắm, buồn. Nhưng mà bây giờ thì thấy con người tinh thần họ có sảng khoái hơn, họ cảm thấy vui hơn nhiều và du lịch bắt đầu phát triển. Khoảng hơn 19 giờ, nhiều chuyến bay trễ đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ghi nhận tại khu vực nhận hành lý, rất đông người dân đang đứng đợi. Dự kiến, trong tối nay và đến khuya sẽ còn nhiều chuyến bay hạ cánh trễ do thời tiết xấu. Theo thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, hôm nay 3 tháng 5, ngày nghỉ lễ cuối cùng của lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác khoảng 750 chuyến bay. Theo đó, lượng khách đi đến tăng đột biến, lượng khách đến có thể đạt từ 55.000 đến 60.000 lượt. Khung giờ khách đến đông đúc từ 11 giờ đến hết ngày 3 tháng 5 và vào các khung giờ cao điểm từ 16 đến 19 giờ và từ 21 đến 0 giờ. Phía sân bay thống kê, giai đoạn từ ngày 25 tháng 4 đến 3 tháng 5, sân bay Tân Sơn Nhất đáp ứng hơn 5.780 chuyến bay với hơn 659.100 lượt khách đi đến. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.